Kính chào bà con và các bạn đang đến với chuyên mục Chuyện Nhà Nông của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa bà con và các bạn, làng Cờ Nai, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng vốn là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, kinh tế còn nhiều khó khăn. Với quyết tâm thay đổi diện mạo quê hương, nữ thạc sĩ trẻ đã quyết tâm lập nghiệp trên chính mảnh đất này với mô hình kinh tế mới, nuôi trồng tảo xoắn, một loại thực phẩm chức năng. Sau nhiều lần thất bại thì đến nay, mô hình này được coi là đã bước đầu thành công, mở ra thêm một hướng đi mới cho người dân nơi đây. Đằng sau con đường bụi đất này, ít ai nghĩ lại có một cơ sở nuôi trồng tảo xoắn, một sản phẩm nông nghiệp còn rất mới ở Việt Nam. Chủ của cơ sở này, chị Nguyễn Thị Bích Trâm, vốn là du học sinh Pháp, tình cờ được biết đến công dụng của tảo xoắn khi học bên Pháp. Chị đã quyết tâm đưa giống tảo này về phát triển ở quê hương mình, chính là thôn Cờ Nai, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng. Sau hơn 3 năm nuôi trồng thử nghiệm, cô gái trẻ này đã xác định được mức độ thích hợp để phát triển tảo xoắn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số này. Sau khoảng hơn 3 năm nuôi trồng tảo xoắn tại đây, thì tôi nhận thấy là cái điều kiện khí hậu tại tỉnh Lâm Đồng và đặc biệt là ở Đức Trọng này rất là thích hợp để nuôi trồng tảo xoắn, nhiệt độ khá cao. Và môi trường thì cũng có thể là có được nói là trong lành, vẫn chưa có bị ô nhiễm về môi trường. Chính vì vậy mà tảo xoắn hiện nay tôi đang trồng, như quý vị có thể thấy là nó đang phát triển rất là tốt, không hề có một cái dấu hiệu gì mà bị mắc bệnh hoặc là nó bị chết. Hiện tại cơ sở nuôi trồng tảo của chị Nguyễn Thị Bích Trâm hoạt động với quy mô nhỏ, chủ yếu theo hộ gia đình. Theo chị, nếu phát triển tốt thì tảo xoắn sẽ thực sự làm bộ mặt nông thôn nơi đây thay đổi. Nếu đầu tư 100 mét vuông hồ nuôi thì vốn khoảng 100 triệu đồng. Đây là khoản vốn mà bà con nông dân có thể bỏ ra để nuôi trồng tảo xoắn. Hiện cô vẫn chưa mở rộng quy mô vì còn nhiều lý do. Tuy nhiên, mục tiêu của Bích Trâm là hướng tới sản xuất nông nghiệp sạch cùng tảo xoắn, nâng cao thu nhập cho người dân trong vùng. Thật sự tảo xoắn nó là một sản phẩm có giá trị dinh dưỡng rất cao đối với con người. Nếu chúng ta có thể hấp thu trực tiếp từ tảo xoắn, đó là điều rất là tốt. Tuy nhiên, hiện nay, việc sử dụng tảo xoắn là nguyên liệu thô như thế này, nguyên chất thì rất là khó để mà đưa vào cơ thể người tiêu dùng. Chính vì vậy mà tôi có ý tưởng đưa tảo xoắn vào trong ngành chăn nuôi và trồng rau sạch để người tiêu dùng có thể tiếp cận gần hơn với sản phẩm tảo xoắn. Vì trong tảo xoắn có hàm lượng dinh dưỡng rất cao. Khi mà chúng ta dùng tảo xoắn trong chăn nuôi và trồng rau sạch, thì chúng ta có thể gián tiếp hấp thu được các chất dinh dưỡng có trong tảo xoắn. Đó là một trong những cái dự định, ý tưởng của tôi. Và việc sử dụng nguồn tảo xoắn cho việc nuôi trồng có thể như quý vị có thể lo lắng là tảo xoắn có thể đem lại cái giá thành cao đối với các sản phẩm sau này. Tuy nhiên thì tôi có thể khẳng định là những cái sản phẩm mà tôi đưa ra sau này giá thành sẽ hợp lý đối với người tiêu dùng, vì tôi tận dụng những cái nguồn nguyên liệu tôi sẵn có tại đây để tạo ra những cái sản phẩm tốt cho người tiêu dùng. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, tảo xoắn spirulina có tác dụng chống lão hóa, đồng thời có khả năng chống ung thư, viêm gan, cung cấp nhiều dưỡng chất cho trẻ em, người già. Với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu ở vùng đất Cờ Nai phù hợp để loại tảo này phát triển. Hiện tại, chị Trâm đã cho thu sản phẩm mỗi tháng khoảng 5 kg tảo khô, giá bán 3,5 triệu đồng một ký. Được biết, nếu làm đúng kỹ thuật nuôi tảo sống đạt chất lượng, quá trình chăm sóc tảo rất đơn giản và khá nhẹ nhàng, phù hợp cho người lớn tuổi thực hiện. Hy vọng trong tương lai, đây sẽ là mô hình thoát nghèo cho nhiều bà con nông dân nơi đây. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong thời điểm hiện tại thì bà con nông dân đang gấp rút tiến hành tưới nước cho cây cà phê. Vậy bà con nông dân cần phải lưu ý những vấn đề gì trong chuyện này? Mời bà con và các bạn cùng gặp gỡ với kỹ sư Nguyễn Hoàng Ấn, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng. Vâng, xin chào kỹ sư Nguyễn Hoàng Ấn. Hiện nay thì bà con nông dân đang tiến hành tưới nước cho cây cà phê. Vậy thì trong việc tưới nước này, chúng ta cần phải lưu ý những vấn đề gì để giúp cho việc tưới nước đạt hiệu quả cao nhất? Đối với những cái biến đổi thời tiết như hiện nay thì cái việc mà khô hạn kéo dài cũng như cái lượng mưa tập trung thì chúng ta cần phải có những cái biện pháp chăm sóc cho cây cà phê giai đoạn mùa khô sao cho nó phù hợp, đặc biệt là cái chế độ tưới nước cho cây cà phê thì tùy theo những cái thổ nhưỡng cũng như là cái vùng mà canh tác trong tỉnh khác nhau mà chúng ta có thể là tưới thành là từ 3 đến
4 đợt trong một năm trong cái thời điểm mùa khô. Do đó chúng ta phải cần phải chú ý biện pháp tưới nước. Thứ nhất là chúng ta để cho làm cái cho cây cà phê có những cái biến đổi là thay đổi cái C-trên-an trên cây cà phê, nghĩa là tạo cho cây cà phê có một cái giai đoạn là khô hạn, sau đó chúng ta sẽ tiến hành là tưới nước để cho cây cương mổ xẻ, hoa cà phê cương mổ xẻ cũng chuẩn bị nở trong cái mùa khô. Và sau khi chúng ta tưới lần hai thì chúng ta sẽ kết hợp với bón phân một số cái loại phân phù hợp cho cây mùa cho cây cà phê trong giai đoạn mùa khô như hiện nay, mà các đại lý cũng như là các cái đơn vị cung ứng vật tư nông nghiệp mà cung ứng trên thị trường chúng ta sẽ nên lựa chọn cho phù hợp cho cây cà phê. Những cái loại phân này nó có ưu điểm đó là tăng nhanh ở trong cái thời điểm mùa khô cũng như là cái sự bốc thất thoát phân ít, do đó chúng ta sẽ lựa chọn những cái loại phân mà chúng ta bổ sung ngay cho cây cà phê sẽ nở đồng đều hơn, cũng như là cái giúp trong quá trình mà thụ phấn đậu quả được cao hơn để mà tăng năng suất trong cái giai đoạn về sau. Cái sau khi tưới lần 3 cũng như lần thứ tư thì chúng ta sẽ chú trọng những cái biện pháp là tùy tình hình thời tiết cũng như cái thời điểm mà bung hoa, chúng ta sẽ có thể là tiến hành tưới nhiều hơn với cái lượng nước là từ 200 cho đến 400 lít cho một cây, tùy theo cái cây giai đoạn kinh thiết cơ bản hoặc là giai đoạn kinh doanh. Và sau đó chúng ta sẽ tiến hành sau khi mà chúng ta sẽ tưới các cái đợt cây đã thụ phấn cũng như là đậu quả thì chúng ta sẽ tiến hành là bổ sung một số cái dinh dưỡng khác có chứa là hàm lượng đạm và lân. Ngoài ra chúng ta sẽ bổ sung thêm một số phân hữu cơ. Về phân hữu cơ thì hiện nay thì chúng ta có những cái loại phân chuồng đã hoại mục cũng có bán thị trường, và một số dạng hữu cơ là thông qua đã được chế biến cũng như gia cố có chứa một số cái men vi sinh cũng như là một số cái chủng nấm, một số cái nấm đối kháng thì chúng ta sẽ đưa vào cũng bổ sung cho cây cà phê để giúp cho cây cà phê chống lại cái hạn hán cũng như là phân hóa những cái rễ trong tạo những cái rễ trong đầu mùa mưa sắp tới để cây cà phê hấp thụ dinh dưỡng sau khi mà chúng ta bón phân cho cây cà phê. Hiện nay thì những biện pháp tưới là đang được bà con nông dân áp dụng nhiều nhất, và chúng ta nên áp dụng như thế nào để đạt hiệu quả được cao ạ? Tưới trên cây cà phê thì nó sẽ khác với một số cái cây trồng khác cũng như là cây ăn quả khác, thì chúng ta sẽ sử dụng những cái biện pháp tưới tùy theo cái điều kiện chủ động được nước cũng như là cái nguồn nước của bà con nông dân, mà chúng ta sẽ tiến hành là các cái biện pháp tưới khác nhau. Nếu biện pháp mà nước điều kiện không có thì chúng ta sẽ nên là áp dụng những cái biện pháp là tưới nhỏ giọt hoặc là các cái biện pháp là tưới tiết kiệm như hiện nay cũng đã được các đơn vị khuyến cáo. Còn nếu mà có điều kiện nước nguồn nước dồi dào cũng như là cái thuận tiện cái nguồn nước thì chúng ta sẽ áp dụng hai cái biện pháp, đó là chúng ta sẽ tưới dưới bầu gốc và chúng ta sẽ tưới mưa lên trên để nhằm điều kiện là tạo điều kiện là cho cây sẽ hấp thụ được phân khi chúng ta bón được hai cũng như là làm cho cái sự là giảm cái ẩm độ trên vườn để mà cây sẽ nở hoa đồng loạt hơn, để tránh hiện tượng là khi mà nhiệt độ trên vườn sẽ nắng nóng thì làm cho các cái hoa của cây cà phê nó bị khô cũng như là làm giảm cái sự nở hoa cũng như giảm cái sự mà thụ phấn trong cái giai đoạn mùa khô như hiện nay. Thì chúng ta sẽ áp dụng hai cái biện pháp tưới là tưới phun mưa, thì tùy theo cái giai đoạn mà hoa cà phê nở mà chúng ta sẽ áp dụng cái biện pháp tưới phun mưa. Nếu mà cà phê đang nở nếu chúng ta áp dụng biện pháp tưới phun mưa thì sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình thụ phấn cũng như là cái tạo điều kiện một số cái nấm nó gây hại trên hoa, làm cho các cái hoa bị thối đi và làm giảm cái năng suất của cây cà phê trong cái mùa vụ sắp tới. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của kỹ sư Nguyễn Hoàng Ấn. Thưa bà con và các bạn, xã Đà Sa, huyện Lạc Dương trong những năm gần đây đã phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao rất hiệu quả, góp phần vào tăng trưởng kinh tế cho địa phương. Phần cuối của chương mục hôm nay, mời bà con và các bạn cùng đến với mô hình trồng dâu công nghệ cao tại đây. Tại xã Đà Sa, huyện Lạc Dương, có lẽ vườn dâu rộng hơn 3 hectare của công ty trách nhiệm hữu hạn Cobivina là điểm sản xuất và tham quan mô hình trồng dâu tây lớn nhất trên địa bàn. Ở khu vườn này trồng duy nhất giống dâu Nhật cho hương vị rất thơm ngon và ngọt. Được trồng theo phương pháp bán thủy canh,
trên giàn cao và áp dụng các phương thức an toàn theo VietGAP. Sản phẩm dâu tây ở đây không những cho sản lượng cao, trung bình từ 2 đến 3 tạ một ngày, mà còn rất được thị trường ưa chuộng. Toàn bộ các chất dinh dưỡng đều được đưa vào hệ thống nhỏ giọt, được tính toán kỹ càng để đảm bảo an toàn môi trường canh tác, cũng như đảm bảo được an toàn về chất lượng khi đến với tay người tiêu dùng. Chung thì mình nói về trên cây dâu tây á, thì mình làm á, thì mình phải giữ một cái là vệ sinh sạch sẽ trong mặt vườn. Thì thường là xử lý thuốc trực tiếp trên ống hệ thống nhỏ giọt hết, nhưng mà thuốc bảo vệ thực vật là sử dụng là trong hệ thống nhỏ giọt hết, nó chỉ dẫn qua trực tiếp vào gốc, chứ không phải là bơm trực tiếp trên lá, không bơm trực tiếp trên cây và không bơm trực tiếp lên trên các sản phẩm mà ăn trái. Mình sử dụng những cái phân hò tan, phân đơn sử dụng cho cây dâu tây, không gây tới độc hại cho người dân. Mỗi năm mà mình cứ nâng cấp lên là sản phẩm sẽ tốt hơn. Là doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam nên toàn bộ diện tích vườn này được đầu tư rất bài bản, gồm 10 nhà kính trồng và thu hoạch luân phiên. Dâu tây sau khi hái xong sẽ được đưa vào kho lạnh, đóng hộp và lưu giữ trong kho lạnh ít nhất 10 tiếng đồng hồ mới xuất bán. Làm như vậy, theo người quản lý của công ty này, trái dâu sẽ cứng hơn, dễ vận chuyển và hạn chế hỏng dập trong quá trình vận chuyển. Hiện sản phẩm của công ty đang xuất bán đến hơn 120 siêu thị chủ yếu ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Dâu tây của bên em là phân phối cho khoảng 120 siêu thị trên toàn quốc, như là thành phố Hồ Chí Minh. Thị trường lớn nhất là thành phố Hồ Chí Minh, thì năm nay bọn em cũng có đang phân phối ngoài Hà Nội cho các siêu thị như là Big C, Metro, Copmark, Aeon City Mart, Vinmart. Dạ, thì là nói chung là hàng của bên em là rất là được ưa chuộng. Giá dâu tây bán tại vườn của trang trại này từ 100 đến 400 ngàn đồng một ký, tùy vào phân loại. Trong hơn 5 năm qua, Kobi Vina là đơn vị góp phần không nhỏ trong việc thay đổi bộ mặt nông thôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương quanh năm và cũng góp phần rất lớn vào việc thay đổi thói quen canh tác ở địa phương này. Bà con và các bạn thân mến, chuyên mục Chuyện Nhà Nông của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng kỳ này sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tất cả tạm biệt.